Hoàng Vy xin kính chào quý vị đang đến với chương trình sự kiện trong ngày của Sài Gòn TV trên ban tần 57.5 và xin kính chúc quý vị có một ngày an lành. Thưa quý vị, xin quý vị hết sức thông cảm cho giọng nói của Hoàng Vy ngày hôm nay. Và nhân khi nãy chúng tôi nói là chúc quý vị một ngày mới an lành đó, bởi vì hiện nay chắc là quý vị theo dõi tin tức thời sự sẽ biết là tình hình thế giới quá nhiều bất ổn. Như chúng tôi cũng nhiều lần thưa là nhìn khắp các châu lục nào cũng đang có những xung đột. Và bây giờ nổi lên nhất là cái cuộc chiến tranh, cái chuyện chạm trán giữa Iran và bên phía Israel. Đến mức độ mà ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc phải thốt lên một câu là thế giới bây giờ không có chịu nổi bất kỳ một cái cuộc chiến tranh nào nữa. Iran và Israel vẫn là một câu chuyện nóng. Ngay chút đây thôi chúng tôi sẽ quay lại với quý vị. Nhưng mà thông tin đầu tiên liên quan đến người Việt mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị đó, đó là cái câu chuyện về người Việt di cư và đặc biệt vào Anh. Quý vị nhớ là cách đây không lâu, cái thảm kịch 39 người, trong đó có nhiều người Việt đã bị nhốt trong cái thùng xe đông lạnh đó và đang tìm cái đường mà di cư vào nước Anh một cách bất hợp pháp. Thảm kịch đó đã không có ngăn nổi làn sóng di cư từ Việt Nam. Và vào ngày hôm nay, người phát ngôn của Thủ tướng Anh cho biết là số lượng người di cư Việt Nam vượt biển vào Anh ngày càng tăng, nếu không muốn nói người Việt đứng đầu về số lượng trong năm 2024. Nếu như mà năm 2022 ấy, thưa quý vị, chỉ có 505 người Việt đã tìm cách vượt biển để vào Anh, mong tìm được một cái tấm vé, thì đến năm 2023, số lượng đã tăng gấp đôi lên đến 1.323 người. Và đến năm 2024, nói như lời ông phát ngôn viên của văn phòng thủ tướng của nước Anh, thì người Việt là đứng đầu bảng trong số danh sách người di cư bất hợp pháp đang tìm đường vào nước Anh. Nhiều người Việt đã phải trả từ 15.000 bảng Anh cho đến 20.000 bảng, là cũng tương đương với chừng ấy đô la Mỹ đó, là khoảng 20.000 đô la Mỹ để cho các cái băng đảng buôn người. Và họ vượt eo biển bằng những cái chiếc thuyền chở tối đa 20 người thay vì đi vào Vương quốc Anh bằng đường bộ như trước đây. Thì người di cư Việt Nam thường bị các cái băng đảng chuyển lậu sang Anh để đến làm việc bất hợp pháp trong các tiệm nail và nhà hàng. Họ cũng bị phát hiện làm việc trong các đường dây tình dục và trại trồng cần sa. Quý vị có biết không, chúng tôi có những cái người bạn đang ở bên Anh và họ tâm sự là đôi khi đó họ cũng có những cái mặc cảm khi đi ra ngoài đường đó, những người bản quốc hoặc là người Anh đó, họ nhìn những người gốc Việt và họ thường hay hỏi rằng đây là người Việt ở Anh hợp pháp hay là người rơm, có nghĩa là người ở bất hợp pháp hoặc là trồng tài mà. Trong cái khu ổ chuột đó, người Việt ở Anh vẫn thường bị dán nhãn như vậy. Và các cái giới chủ nhân làm việc trong những cái trại bóc lột lao động như vậy đó, họ lại thích những cái người di cư đến Anh bằng đường xe tải hơn là đường biển, là bởi vì đi bằng đường biển đó thì dễ bị các cái đi bằng xe tải thì dễ bị các cái lực lượng tuần duyên Anh bắt giữ. Và một cái thông tin nữa từ giới hữu trách của bên phía Anh, đó là ngày hôm nay Ngoại trưởng của Anh cũng đã có điện đàm với lại ông Bộ trưởng Công an Tô Lâm để bàn về việc là tại sao mà lại để cho quá nhiều người Việt Nam tìm cách di cư một cách bất hợp pháp vào Anh như vậy. Thì ông Tô Lâm theo truyền thông thuật lại đã có tái khẳng định là không có nạn nhân mua bán người trực tiếp từ Việt Nam sang Anh. Công dân Việt Nam á, là người bị hại trong những cái hoạt động tội phạm có tổ chức tại châu Âu. Bộ Nội vụ Anh tới mức độ vào tháng trước họ phải tung ra hẳn một cái chiến dịch để tuyên truyền về cái chuyện là nếu như mà tìm đường bất hợp pháp như thế này á, thì sẽ đối diện với những cái thảm kịch và thậm chí là với những cái biện pháp trừng phạt. Còn về phía quốc hội của Anh thì sao thưa quý vị? Trước cái làn sóng quá đông như thế này thì những nhà lập pháp của bên phía Anh đó, họ đang đề nghị là đẩy nhanh cái việc thông qua dự luật Rwanda của chính phủ cần phải được thông qua càng sớm càng tốt. Cái đạo luật này đó là cho phép chuyển những cái người mà di cư mà bị bắt giữ tại biên giới đó của Anh đó, thay vì là đợi để xét duyệt những cái hồ sơ xin tị nạn thì bây giờ chuyển sang cái nước Rwanda, là một nước ở bên phía Trung Phi có biên giới giáp với Uganda, Tanzania và Congo. Thì đó là cái giải pháp hiện nay và nước Anh nói rằng họ cũng đang bị quá tải với cái tình trạng mà di cư bất hợp pháp như vậy. Nhưng cái thông tin ngày hôm nay chúng tôi để ý đó là người Việt lại nằm trong số top đầu những cái người mà tìm đường bất hợp pháp vào nước Anh.
Đó là câu chuyện ngày hôm nay chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Và trở lại với câu chuyện những cái điểm nóng ở Trung Đông, tới mức độ bây giờ như chúng tôi cũng đã thưa trong chương trình kỳ trước là các cái nước, lãnh đạo các nước bây giờ đang đưa ra cái lời kêu gọi công dân của nước mình. Nếu mà có chuyện mà cần lắm thì mới đến Trung Đông, còn không thì tránh xa những cái vùng Trung Đông ra, bởi vì đây là một điểm nóng. Trung Đông chưa bao giờ nguôi nóng, nhưng mà bây giờ tình hình nó càng nóng hơn nữa. Nhất là cái cuộc chiến giữa Do Thái với lại Hamas chưa có xong, thì bây giờ lại nổi ra xung đột giữa Iran và Israel. Israel cho đến ngày hôm nay thì vẫn đang bàn cái giải pháp là đáp trả với cái việc mà Iran vừa rồi đã dồn dập bắn hàng trăm cái chiếc máy bay không người lái cũng như là tên lửa vào Israel như thế này. Rất là may mắn, nói như lời phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc là ông Kirby, nói là cái chiến dịch của Iran đã bị thất hại ghê gớm là bởi vì bắn bao nhiêu tên lửa và máy bay không người lái thì đều hoàn toàn bị bên phía Israel cũng như là những đồng minh đánh chặn hết à. Đây là một cái thất bại thảm hại. Iran thì nói là sẽ giáng thêm nhiều cái tát nữa vào bên phía Israel. Nhưng mà ông Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, ông nói là người dân vô tội và thế giới có cần trông đợi những cái thành công hay không? Những cái thành công kiểu này hay không? Và thế giới không thể chịu đựng được một cuộc chiến tranh nào thêm nữa, thưa quý vị. Thì Tổng thống Joe Biden thì từ Mỹ thì ông nói rằng là ông tuyên bố là tiếp tục ủng hộ Israel, nhưng mà lưu ý là không có muốn tình hình xung đột ngay tại Trung Đông lại tiếp tục lan rộng ra khắp Trung Đông hơn nữa. Nhưng mà nếu mà Israel quyết định như thế nào, muốn đáp trả hay không đáp trả thì đó phụ thuộc vào ý chí của người dân Israel và chính phủ Do Thái, và nhất quyết là Mỹ sẽ ủng hộ tới mức tối đa như vậy. Và quý vị nhớ là ông ứng cử viên tổng thống là ông Donald Trump cũng đã từng chỉ trích ông Joe Biden là ủng hộ Do Thái không có đủ. Và nếu như mà người Mỹ gốc Do Thái hiện nay ở trong nước Mỹ đã cử tri Do Thái mà đi bỏ phiếu cho ông Biden trong kỳ bầu cử sắp tới đây, có nghĩa là không có trung thành với lại Do Thái, không có yêu cái nhà nước Do Thái, bởi vì Biden đó là không có ủng hộ Do Thái đủ. Cái đó là lời cáo buộc của ông Trump thôi, chứ ai cũng thấy, cả thế giới đều nhìn thấy là ông Biden quá sức ủng hộ Do Thái tới mức độ mà ông bị những cử tri Mỹ là người người cử tri trẻ mà cấp tiến đó, họ phẫn nộ và họ nói nếu như mà ông Biden cứ nhắm mắt làm ngơ và ủng hộ Do Thái bằng mọi giá như thế này thì chắc chắn là ông cũng sẽ mất đi cái lá phiếu của cử tri trẻ ở trong nước, thưa quý vị. Đó là câu chuyện và những cái xung đột giữa Iran và bên phía Israel. Nhưng mà quý vị có biết không, trong lúc mà những cái cuộc xung đột này nó đang nổ ra vào mấy ngày hôm nay và làm cả thế giới nín thở, bởi vì một lần nữa sẽ không quá thừa khi phải nhắc đi nhắc lại một điều rằng thế giới không muốn có thêm bất kỳ một cái cuộc chiến tranh nào nữa. Thì trong lúc như vậy đó, thì quý vị biết là người dân Palestine ngay tại dải Gaza là những người đang oằn oằn mình và chịu rất nhiều mất mát vì cái sự tấn công của bên phía Do Thái đang muốn tàn sát phiến quân Hamas. Không biết là có tiêu diệt được trọn ổ Hamas hay không, mà chỉ biết là đến giờ phút này đã có 30.000 dân thường ở Gaza thiệt mạng. Những người Palestine thì họ thấy là dường như là thế giới bỏ quên họ, mặc dù là viện trợ cũng có đến, rồi thế giới cũng có rót những cái viện trợ về lương thực, rồi cũng kêu gọi là ngừng bắn, nhưng mà cho đến giờ phút này thì vẫn chưa có bất kỳ một cái giải pháp nào hết. Và người dân ở Palestine, họ ở dải Gaza, họ đang hy vọng là nếu mà Iran hoặc bất kỳ nước nào tham chiến vào cái khu vực Trung Đông này, thậm chí là chống lại Israel á, thì có thể là sẽ có một giải pháp tiến gần hơn bao giờ hết, và có thể là người Mỹ, nước Mỹ sẽ phải can thiệp để mà giải quyết chấm dứt gốc rễ vấn đề ở dải Gaza. Đó là sự kỳ vọng của người dân Palestine ở ngay dải Gaza. Và vì vậy, quý vị có biết là ngay trong cái ngày mà 13 tháng 4, lúc mà Iran phóng hàng loạt những cái rocket, những cái tên lửa và cả máy bay không người lái về Israel á, những người dân ở Gaza, Palestine đó, họ vui mừng và họ xem Iran là anh hùng. Họ vỗ tay, thậm chí là họ còn la to, huýt sáo và hô vang những cái khẩu hiệu như là Thượng Đế vĩ đại, Thánh Allah vĩ đại, khi bầu trời của Israel được thắp sáng bởi những cái tên lửa của Iran.
là bởi vì họ đang có hy vọng nếu mà cái cuộc chiến nó lỡ loét ra thì thế giới sẽ buộc lòng phải nghiêm túc nhìn lại một cái giải pháp thực sự là hiệu quả để chấm dứt cái xung đột ở Trung Đông. Đó là hy vọng của người dân Palestine, thưa quý vị. Và cũng trong bối cảnh đó đó, ngày hôm nay ông tổng thống của Ukraine là ông Zelensky đã lên tiếng, thưa quý vị. Ông nói là theo Reuters cho biết đó là ông đã dành nhiều lời khen ngợi cho những đồng minh của Israel đã giúp đỡ Israel trước những cái đòn tấn công của Iran như thế này, là bằng cách như chúng tôi nói đó, là những cái chiếc máy bay của Mỹ và Anh đã bắn hạ gần hết những cái tên lửa của Iran. Tới mức độ mà ông phát ngôn viên Kirby của Tòa Bạch Ốc nói là Iran á, tấn công làm gì cho tốn máy bay, cho tốn tên lửa vậy? Đó là một cái cuộc tấn công mà thất bại một cách thảm hại. Zelensky vỗ tay hoan hô, nhưng mà trong người thì ngẫm tới ta. Và ông Tổng thống Ukraine trước thì khen ngợi và sau thì ông nói là tại sao phương Tây không bảo vệ Ukraine giống như vậy? Đã từ lâu rồi, kể từ khi cái cuộc chiến tranh Nga xâm lăng Ukraine bùng nổ, bên phía Ukraine cũng nhiều lần kêu gọi phương Tây á, hãy bảo vệ nước này khỏi những cái cuộc oanh tạc của Nga bằng cách này hay cách khác, nhưng mà hoàn toàn không có bất kỳ một cái cuộc hồi đáp nào hết. Và bây giờ ông Zelensky ông kêu gọi lại một lần nữa là các nước đồng minh phương Tây đừng bỏ quên Ukraine, xin hãy bảo vệ Ukraine giống như cái cách mà phương Tây đang bảo vệ Do Thái. Nhưng mà làm sao có thể thực hiện được, thưa quý vị? Và thực tế là ý tưởng này chưa bao giờ thành hiện thực, bởi vì Mỹ và phương Tây luôn lo ngại là nếu mà có bất kỳ một cái hành động nào đó thì có thể sẽ làm leo thang chiến tranh. Trong khi đó, ngay tại Mỹ, thưa quý vị, thì cái nhóm Freedom Caucus là những nhà lập pháp bên phía đảng Cộng Hòa mà là Cộng Hòa MAGA đó, và là ủng hộ và trung thành tuyệt đối với cựu Tổng thống Trump. Nhóm Freedom Caucus nói là những người mà đòi viện trợ cho Ukraine và cả ông Tổng thống Zelensky nữa, đừng có hy vọng là nhìn thấy Iran tấn công Israel thì lại đòi yêu sách là cũng được viện trợ cho bên phía Ukraine. Đó là một cái cuộc đòi hỏi vô lý, đừng có mơ nha Diễm. Đó là lời tuyên bố của nhóm Freedom Caucus gửi ra vào ngày hôm thứ hai vừa qua, thưa quý vị. Và quý vị biết là ông Chủ tịch Hạ viện, ông Mike Johnson, vẫn cứ loay hoay ngay tại của Quốc hội, và ông không biết làm cách nào mà để đưa ra cái dự luật viện trợ cho Ukraine. Ông biết chuyện này là chuyện nên làm trước những cái áp lực từ những người ngay trong chính đảng Cộng hòa ở Thượng viện cũng đã có gửi cái lời yêu kêu gọi ông Mike Johnson. Lịch sử sẽ ghi nhận, sử sách sẽ lưu lại nếu như Mike Johnson không đưa cái dự luật viện trợ cho Ukraine ra để mà bỏ phiếu. Nhưng mà trước cái sự chống đối của nhóm Cộng hòa MAGA ngay tại Hạ viện như thế này thì không hiểu sẽ bằng cách nào và liệu là Ukraine có được cái gói viện trợ hay không, đó vẫn là một cái câu hỏi rất là lớn. Và trong bối cảnh những cái căng thẳng ở Trung Đông hiện nay, thưa quý vị, nhiều chuyên gia về chính trị và cả quân sự nữa, họ nhận định là có thể trong cái bàn cờ hiện nay ở Trung Đông đó, một nhân vật có thể là sẽ giải quyết được, có thể tháo được những cái ngòi nổ này và giải quyết mọi cái mâu thuẫn được êm xuôi, đó là Trung Quốc. Trung Quốc có thể tháo ngòi căng thẳng ở chảo lửa Trung Đông. Bằng cách nào và tại sao Trung Quốc có thể làm được điều đó? Thì chút nữa đây, nếu mà còn thời gian thì Hoàng Vy xin phép được quay trở lại với quý vị cái đề tài này. Đó là những cái vấn đề hiện nay ở bên phía Trung Đông. Và một lần nữa, ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc và cả chúng ta chắc chắn sẽ rất là mệt mỏi nếu như mà thế giới lại có thêm một cái cuộc chiến tranh mới, bởi vì lạm phát chưa có được giải quyết xong. Lạm phát sau cái đại dịch COVID-19, đến cái cuộc chiến tranh Nga và Ukraine, rồi đến cái cuộc chiến tranh Trung Đông đã làm cho cái nền kinh tế toàn cầu đã bị rung lắc rất là dữ dội. Và nay kinh tế của thế giới đang bắt đầu chập chững đi vào những cái bước ổn định thì không thể nào có thêm một cái cuộc chiến tranh nữa. Cái hậu quả nhãn tiền của cái chuyện mà Iran xung đột với Israel chắc chắn là sẽ đẩy giá dầu sẽ tăng lên, và giá dầu mà tăng là sẽ ảnh hưởng đến cái giá thành của những cái sản phẩm của hàng hóa trên thế giới tăng, mà như vậy thì sẽ làm cho cái cuộc chiến chống lạm phát ngày càng cam go và khó khăn hơn nữa, thưa quý vị. Và đó là những câu chuyện liên quan đến thế giới. Và trở lại với nước Mỹ, chúng ta vừa bước qua
Ngày cuối cùng deadline để mà khai thuế. Không biết là quý vị đã khai thuế hay chưa, bởi vì ngày deadline là ngày 15 tháng 4. Trong một số những cái trường hợp, ví dụ như ở California, thì có thể xin gia hạn để mà khai thuế, bởi vì rơi vào những cái vùng, những cái lúc mà bị bão lũ. Nhưng mà quý vị vẫn phải tiến hành cái nghĩa vụ khai thuế của mình. Có một câu chuyện mà sau ít phút dành cho thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại và kể với quý vị nghe một số câu chuyện của cái mùa khai thuế năm nay. Trong đó có một vị tỷ phú đã vừa mới khoe trên mạng xã hội là mình đã khai thuế con số lên đến 9 chữ số, và đồng thời ông đã đặt ra một cái câu hỏi cho người dân Mỹ là: quý vị đã khai thuế hay chưa, và quý vị có biết là cựu tổng thống nào đã chưa làm điều đó trong lịch sử của mình hay không, thì xin hãy trả lời cho tôi được biết. Sau ít phút dành cho thương mại, Hoàng Vy xin phép sẽ được trả lời với quý vị cái vị tỷ phú đó là ai. Hoàng Vy xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình Sự kiện trong ngày của Sài Gòn TV trên băng tần 57.5. Và một lần nữa xin rất là cảm ơn quý vị thông cảm cho giọng nói của Hoàng Vy ngày hôm nay không được rõ ràng. Và chúng tôi đang thưa về chuyện là ngày khai thuế của nước Mỹ khi mà deadline là ngày 15 tháng 4 vừa mới trôi qua. Và chắc chắn Hoàng Vy tin rằng là quý vị đều đã thực hiện những cái nghĩa vụ khai thuế của mình rồi. Nhưng mà nó có những cái câu chuyện liên quan đến cái mùa khai thuế năm nay. Đó là có một cái vị tỷ phú, tạp chí Forbes thì đã xếp nhân vật này cũng là trong danh sách là những người giàu trên thế giới đó, là ông Mark Cuban, có tài sản là 4 tỷ rưỡi đô la Mỹ, thưa quý vị. Vào ngày hôm qua thì ông chia sẻ trên cái mạng xã hội của mình, ông nói rằng là ông vừa đóng thuế mà lên đến 9 con số, cụ thể là 275 triệu đô la Mỹ tiền thuế, thưa quý vị. Và ông nói như thế này nè, là tôi rất là tự hào là tôi đã đóng thuế đầy đủ, bởi vì nước Mỹ đã làm quá nhiều thứ cho tôi, và tôi tự hào là tôi đóng thuế vào mỗi năm không thiếu một xu. Nhưng mà quý vị ơi, quý vị hãy tag tên của một vị cựu tổng thống nào đó mà quý vị biết là đã không đóng thuế đầy đủ vào đây nhé. Đó là lời của Mark Cuban đã ám chỉ về một nhân vật mà người mà không nói ra mà ai cũng biết là ai đó, trong cái việc mà đã không có minh bạch, không có công khai những cái hồ sơ thuế của mình, hoặc là có thể là đóng thuế không đầy đủ, hoặc là đóng thuế rất là ít. Đó là lời của Mark Cuban, một vị tỷ phú của nước Mỹ, thưa quý vị. Ông này nói như thế này nè: tôi nói ròng rã trong nhiều năm trời rồi, sau cái quân đội thì dĩ nhiên là những người mà đã thực hiện cái lòng yêu nước đối với nước Mỹ đầy đủ nhất. Vậy thì những người dân bình thường như chúng ta đó, nếu như mà không thể hoạt động trong quân đội thì có một cách để mà bày tỏ cái tình yêu nước, cái lòng yêu nước của chúng ta và nghĩa vụ công dân đầy đủ, đó là chuyện đóng thuế. Và ông nói rằng là có một điều ông lưu ý là năm nào cái hồ sơ thuế của tôi cũng bị audit hết á. Cho nên á, mọi người nhớ là đừng có mạo hiểm, đừng có nghĩ ra những cái âm mưu để mà lách cái đường này trốn cái đường kia, bởi vì chúng ta sẽ bị sơ thuế sờ gáy. Và vẫn một lần nữa, đó là lời của ông Mark Cuban đã gửi thông điệp đến cho cử tri của Mỹ trong cái ngày deadline và ngày khai thuế ngày hôm qua, thưa quý vị. Và nhân cái câu chuyện về ngày khai thuế năm nay thì chắc quý vị sẽ thắc mắc là vậy thì Tổng thống Biden, đương kim Tổng thống đó, đã đóng thuế không? Và cái công việc lương tổng thống sẽ là có thu được số tiền là bao nhiêu? Đó là những câu hỏi mà người dân chúng ta vẫn thường hay thắc mắc. Vậy thì đây, thưa quý vị, vợ chồng của Tổng thống Biden đã cũng công bố cái hồ sơ thuế vào ngày hôm qua, và cho thấy là thu nhập của họ trong năm 2023 đó, nó đã tăng 7% lên gần 620.000 đô la Mỹ vào năm 2023. Thì theo tờ khai này đó, thì 4 phần 5 thu nhập của cả ông Biden và bà Jill Biden đều đến từ công việc chính của mình. Ông chồng thì làm tổng thống, làm ông chủ tòa Bạch Ốc, và người vợ thì là giáo sư dạy English tại trường cao đẳng cộng đồng ở Bắc Virginia. Ông Biden mức lương tổng thống là 400.000 đô la Mỹ, trong khi đệ nhất phu nhân Jill Biden thì kiếm được khoảng 86.000 đô la Mỹ từ cái công việc giảng dạy ở trường cao đẳng cộng đồng như thế này. Và những thu nhập khác mà vợ chồng Biden có được là đến từ tiền lãi đầu tư, tiền lương hưu, rồi tiền bản quyền sách. Thì đó là cái bảng mà hồ sơ thuế mà bên phía tòa Bạch Ốc đã công khai như vậy. Phó Tổng thống Kamala Harris cùng chồng
cũng có công khai hồ sơ thuế cho thấy là năm 2023 họ thu nhập được hơn 450.000 đô la Mỹ và họ đã đóng thuế liên bang là 88.000 đô la Mỹ rồi đóng cho từ thiện là khoảng 24.000 đô la Mỹ. Đó là hồ sơ liên quan đến đương kim tổng thống và phó tổng thống. Và chắc quý vị sẽ hỏi là vậy thì cái hồ sơ thuế của cựu tổng thống Trump thì sao? Nhất là ông Trump hiện nay sẽ đối đầu với ông Biden và sẽ có rất nhiều những cái khả năng là sẽ trở thành ông chủ tòa Bạch Ốc năm sau. Bởi vì những cái bản thăm dò gần đây quý vị thấy là có những cái bản thăm dò thì cho thấy là ông Trump đang dẫn trước ông Biden. Nhưng mà có những cái bản thăm dò gần đây thì lại cho thấy là ông Biden lại dẫn trước ông Trump. Nói chung là những cái bản thăm dò nó chỉ mang giá trị tham khảo. Nhưng cái điều mà họ có thể rút được từ những cái bản thăm dò khác nhau cho thấy là cả hai ứng cử viên này đang so kè sát nút. Ông Trump đã phá vỡ truyền thống của các lãnh đạo Mỹ, của các cái tổng thống về việc công khai tờ thuế liên bang. Và nói ông đã từng nói, chắc quý vị còn nhớ, là ông không thể làm như vậy khi đang bị sở thuế vụ kiểm toán. Bất chấp sở thuế nhiều lần nói không sao, ông có thể tự do công bố cái hồ sơ của mình. Nhưng mà ông Trump thì nại lý do là tôi đang bị audit thì tôi không thể công bố cho người dân. Còn năm nay thì sao thưa quý vị? Trong một cái bài đăng trên Truth Social ngay đúng vào ngày Tax Day là ngày 15 tháng 4, ông Trump cho biết là các gia đình Mỹ đã được hưởng lợi từ chính sách cắt giảm thuế mà ông đã thông qua năm 2017 khi mà còn đương chức. Quý vị biết là cái kế hoạch thuế này đó hầu hết là cắt giảm thuế cho các tỷ phú, cho các cái tập đoàn nhiều hơn là thành phần mà middle class và low income được hưởng lợi. Và ông Trump ngày hôm 15 tháng 4 còn nói thêm là nếu như nha mà những cái chính sách thuế của ông Biden á mà được thông qua thì mọi người dân Mỹ sẽ phải đối mặt với mức tăng thuế khổng lồ. Đó, ông chỉ nói vắn vọng như vậy và không có công bố một dòng nào về hồ sơ thuế của mình năm 2023. Trở lại với cái hồ sơ thuế của ông Biden thì quý vị thấy là từ những cái chính sách của ông Trump ở nhiệm kỳ đầu tiên và của ông Biden cũng ở nhiệm kỳ đầu tiên và kể cả những cái việc mà công bố cái hồ sơ thuế thì người dân Mỹ chỉ đứng lùi lại và nhìn thấy có một cái sự khác biệt rất lớn giữa hai ứng cử viên tổng thống hiện nay trong cái vấn đề liên quan đến thuế. Nói về cái chuyện mà công bố công khai cái thu nhập của mình và tài sản của mình, ông Biden vào hôm ngày thứ hai đó, ông có gặp gỡ cử tri và ông còn nói là trong 36 năm tôi nằm trong số những cái thượng nghị sĩ ở quốc hội mà người nghèo nhất ở quốc hội á. Ông nói tôi nói thiệt đó, không biết là nói thiệt hay không, chỉ biết rằng là cái hồ sơ thuế ít nhất là cái hồ sơ thuế của ông Biden đã người dân Mỹ được quyền tiếp cận hết. Và trái với ứng cử viên bên phía dân chủ thì thường cho rằng mình là một vị tổng thống đại diện cho dân nghèo, cho thành phần low income và thành phần middle class. Thì ngược lại, ứng cử viên bên phía đảng Cộng Hòa là ông Donald Trump thì thường xuyên tự hào là tôi giàu lắm, tôi có rất nhiều tiền cash trong tay. Chắc quý vị nhớ rõ ràng những cái lời tuyên bố này của cựu tổng thống chứ không phải của chúng tôi. Ngay cả trong những cái rắc rối về pháp lý trong suốt cái thời gian vừa qua, đặc biệt là trong cái hồ sơ ở cái vụ kiện dân sự ở New York khi mà tòa ấn định một cái mức án phạt lên đến 476 triệu đô la Mỹ và ông Trump rất là khó khăn tìm cái công ty bảo hiểm để đứng ra đóng tiền bảo chứng cho mình tiền bond, nhưng mà ông vẫn nói là tôi có trong tay 500 triệu tiền cash, tôi giàu lắm, thậm chí là tôi còn có thể dùng tiền riêng của mình để mà đi vận động tranh cử, tôi không cần tiền của bá tánh. Đó là những lời tuyên bố của ông Trump mà chúng ta thấy rất là rõ như hai mặt của đồng tiền. Hai ứng cử viên tranh cử chức tổng thống của nước Mỹ, ứng cử viên của dân chủ đúng là một ứng cử viên của dân chủ và ứng cử viên tổng thống bên phía đảng Cộng hòa thì đúng là một ứng cử viên tổng thống Cộng hòa, là bởi vì bên phía Cộng hòa thì sẽ bảo vệ quyền lợi cho thành phần giàu sụ, những cái công ty, những cái tập đoàn và đúng như cái chính sách cắt giảm thuế năm 2017 mà ông Trump đã từng đưa ra, thưa quý vị. Và vào ngày hôm thứ ba đó thì ông Biden sẽ có một cái bài phát biểu tại Pennsylvania và ông tiếp tục khẳng định lại là cái quan điểm của ông là nhất nhật nhiều một, là người giàu mà phải là có thu nhập trên 400.000 đô la Mỹ kìa,
Còn thu nhập mà cỡ chừng 100 ngàn, 200 ngàn thì đó không phải gọi là người giàu. Ông Biden nói là ông cần phải áp dụng cái mức thuế cao hơn cho những người mà có cái thu nhập trên 400 ngàn đô la Mỹ, để lấy cái tiền đó làm gì? Đóng cho những cái tiền thâm hụt liên bang nè, rồi tài trợ cho các cái chương trình dành cho người nghèo và tầng lớp trung lưu. Ông nói rằng nếu mà làm được điều này đó thì chính phủ sẽ thu được thêm gần 5.000 tỷ đô la Mỹ và cắt giảm mức thâm hụt được dự báo là khoảng hơn 3.000 tỷ đô la Mỹ, chỉ cần mà tăng thuế thêm một chút thôi. Và cụ thể với những người mà có tài sản ròng trên 100 triệu đô la Mỹ đó thì cái mức tăng thuế phải là 25%. Quý vị, nếu quý vị là thành phần middle class, thành phần trung lưu, cái hồ sơ thuế năm vừa rồi quý vị đóng thuế là bao nhiêu? Cũng là 25% đến 27%, thậm chí là 32%. Nhưng mà hiện nay thành phần mà gọi là giàu sụ ở Mỹ đó đóng thuế chưa đến 25%. Đó là lý do mà ông Biden vào ngày hôm thứ Ba tại Pennsylvania, ông nói rằng cái kế hoạch của ông là muốn chỉ cần tăng thêm một chút nữa thôi, nước Mỹ sẽ có thêm nguồn ngân sách và lấy cái tiền đó để chi cho những cái chương trình cho người nghèo. Đó là chính sách của ông Biden. Và nếu mà cái chính sách thuế này mà được thông qua thì một trong những cái đối tượng đầu tiên mà chính sách thuế này có thể áp dụng đó là ông Trump đó, thưa quý vị. Là ông Biden cũng nhắm vào cái mức thuế, nhắm vào trực tiếp là ông Trump, bởi vì chắc chắn là tài sản của ông Trump nó phải hơn 100 triệu đô la Mỹ rồi. Còn ngược lại ông Trump thì sao? Chúng tôi nói khi nãy đó, vào cái ngày khai thuế ngày 15 tháng 4, người ta nhìn thấy rõ hai cái chính sách thuế rất là khác nhau như vậy. Ông Biden thì cứ nhắm vào chĩa mũi dùi, đánh thuế vào những người giàu sụ, những cái tập đoàn, những cái tỷ phú. Còn ông Trump thì muốn giảm thuế cho các tỷ phú, cho các tập đoàn. Chẳng thà ông áp thuế lên những cái hàng hóa sản xuất tại nước ngoài, áp cái mức thuế quan cao hơn. Nhưng mà những chuyên gia về kinh tế họ nói, thưa quý vị, những cái mức áp thuế như thế này đó thì cuối cùng nó lại đánh vào người tiêu dùng bằng hình thức là nhà sản xuất có thể đưa ra cái mức giá cao hơn. Ví dụ như hàng Trung Quốc, bị mức áp một cái mức thuế cao như vậy thì nhà sản xuất sẽ không còn cách nào khác bằng cách là nâng cái mức giá thành sản phẩm cao lên. Vậy thì cuối cùng khi mà đưa vào Mỹ rồi, ai sẽ là người trả cho cái mức thuế cao ngất ngưỡng đó? Đó chính là người Mỹ. Người Mỹ sẽ bị thiệt đơn và thiệt kép, thưa quý vị. Và một phân tích được Oxford Economics vừa mới đưa ra công bố vào hôm ngày thứ Hai, họ nói là những cái chính sách thuế toàn diện của ông Trump á, như là cắt giảm thuế nè, rồi tăng thuế quan nè lên những cái mặt hàng nhập cản nè, rồi ngăn chặn nhập cư nè, sẽ làm chậm tăng trưởng và tăng lạm phát. Đó là cái kết luận cuối cùng từ những cái chuyên gia kinh tế của Oxford và đưa ra. Và đó là những cái thông tin về cái ngày khai thuế mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Và một lần nữa, hy vọng là tất cả chúng ta đều đã thực hiện cái nghĩa vụ khai thuế rồi. Nói như lời ông Mark Cuban, không biết là nó có quá lên gân lên cốt như ông tỷ phú Mark Cuban này nói hay không, có nghĩa là phải đóng thuế thì chứng tỏ là chúng ta là yêu nước. Chúng ta nhiều khi chỉ nghĩ một cách đơn giản là nghĩa vụ thì phải làm, nếu mà có những cái rắc rối gì với sở thuế đó thì nó phiền lắm, nó mệt lắm. Thì đó là câu chuyện về ngày khai thuế. Nhưng mà chắc chắn có một câu chuyện mà quý vị đang rất là quan tâm, bởi vì đây cũng là một trong những cái sự kiện hiếm hoi trong lịch sử của nước Mỹ, khi mà ngày hôm thứ Hai người dân Mỹ và cả người dân ở thế giới nữa chứ được nhìn thấy một cựu tổng thống là bước ra tòa hình sự trong một cái phiên xét xử tòa hình sự đầu tiên đã diễn ra. Quý vị biết là cựu tổng thống Trump dính vào rất nhiều những cái rắc rối về pháp lý, từ dân sự cho đến hình sự, từ tiểu bang cho đến liên bang, là cái câu mà nhiều lần chúng tôi thưa. Nhưng mà ít ai ngờ đến cái vụ kiện hình sự tại Manh, trong cái câu chuyện ông Trump trả tiền bịt miệng cho cô đào Stormy Daniels 130.000 đô la Mỹ. Không ai ngờ vụ kiện hình sự này, vụ truy tố về hình sự này lại là một cái vụ xảy ra đầu tiên trong vô số những cái rắc rối pháp lý của ông Trump. Những cái vụ khác nghe qua có vẻ là serious hơn, có vẻ là nghiêm trọng hơn, ví dụ như đảo ngược kết quả bầu cử, bạo loạn quốc hội, chiếm giữ những cái tài liệu mật mà có liên quan đến an ninh quốc gia. Những tưởng những cái hồ sơ đó nó sẽ diễn ra chóng chày hơn, nhanh chóng hơn, thì không ngờ bây giờ nó vẫn còn đang lơ lửng giữa tầng mây, thưa quý vị. Trong khi đó thì cái hồ sơ tưởng là ít có nghiêm túc nhất,
là trả tiền bịt miệng cho cô đào Stormy Daniels 130.000 đô la Mỹ là diễn ra đầu tiên trong những cái bản khảo sát thăm dò mà AP vào sáng ngày hôm nay công bố. Chỉ có 1/3 những người Mỹ trưởng thành họ tin rằng là cựu tổng thống đã thực sự phạm pháp trong cái vụ truy tố này. Chỉ có 1/3 người Mỹ thôi thưa quý vị. Còn 2/3 thì họ không nghĩ như vậy. Nhưng đó là cái cảm nhận chủ quan. Còn về bên phía công tố viên và kể cả những cái chuyên gia về luật, họ nói là vì ông Trump dán nhãn cái khoản tiền, label cái khoản tiền mà trả cho cô đào Stormy Daniels, đó là cái việc ông đã khai không đúng trong cái hồ sơ tài chính của mình. Ông khai đó là chi phí pháp lý, thì cái chuyện đó là sai. Mà cái hồ sơ tài chính mà gian dối đó, thì đó là một trong những cái tội mà bên phía New York họ xem rất là nghiêm trọng. Chúng ta không biết là liệu công tố viên có thực sự chứng minh được trước bồi thẩm đoàn. Cái việc mà lựa chọn bồi thẩm đoàn sau ngày hôm qua chưa có thể chọn được, thưa quý vị, nó rất là khó khăn. Bởi vì làm sao mà lừa được bồi thẩm đoàn mà hoàn toàn là công tâm và không bị những cái thông tin về chính trị mà không có những cái thiên kiến về chính trị chi phối. Chút nữa đây chúng tôi sẽ đề cập với quý vị. Nhưng mà làm sao công tố viên chứng minh được với bồi thẩm đoàn rằng những cái hành vi của ông Trump này đã vi phạm về tội hình sự, đó là một cái thách thức rất là lớn. Chúng ta chờ xem như thế nào thưa quý vị. Và dù tin hay là không tin thì hãy để cái phiên tòa này nó diễn ra và cuối cùng bồi thẩm đoàn sẽ là người đưa ra cái phán quyết cuối cùng. Câu hỏi quý vị sẽ hỏi rằng nếu như ông Trump sau khi xảy ra 2 tuần nghị án, bồi thẩm đoàn tuyên bố ông Trump vô tội thì xem như là ông Trump giải quyết xong được một câu chuyện, ông có thể kê gối cao đầu và ngủ ngon và đợi những cái phiên tòa khác, những cái vụ truy tố khác đến đâu thì hay đến đó và ông vẫn sẽ đi tiếp tục đi tranh cử. Nhưng nếu như bồi thẩm đoàn sau khi những cái chứng cứ và những cái lời khai nhân chứng tuyên bố rằng ông có tội thì sao? Và liệu là ông có thể tiếp tục ra tranh cử tổng thống hay không? Đó là câu hỏi lớn nhất mà nhiều người dân Mỹ quan tâm. Và sau ít phút dành cho thương mại, Hoàng Vy xin phép sẽ trở lại và trả lời quý vị câu hỏi này. Hoàng Vy xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình sự kiện trong ngày của Sài Gòn TV trên băng tần 57.5. Và rất là cảm ơn quý vị thông cảm cho giọng nói của Hoàng Vy ngày hôm nay không có được rõ. Nhưng mà hồi phần kết thúc phần 2, Hoàng Vy có thưa quý vị một câu hỏi rằng rất nhiều người trong chúng ta đang có một cái thắc mắc rất là lớn là cựu Tổng thống Trump đang đối diện với một cái phiên tòa hình sự mà như chúng tôi nói đó là một cái sự kiện lịch sử khi mà một cựu Tổng thống phải ra hầu tòa trong một cái vụ hình sự như thế này. Vậy thì nếu như mà bồi thẩm đoàn tuyên bố là ông có tội thì sao? Và liệu rằng ông Trump có bị chặn đứng nửa đường trên cái con đường chạy vào tòa Bạch Ốc cho năm sau hay không? Câu trả lời là không, thưa quý vị. Ông Trump vẫn có thể tiếp tục ra tranh cử tổng thống, thậm chí khi mà bồi thẩm đoàn tuyên án là ông có tội. Và thậm chí đây là một điều chắc chắn những người ủng hộ ông Trump nghe sẽ rất là đau lòng, đau tim và nhức óc. Đó là thậm chí cái khả năng mà nếu mà bị tuyên có tội thì ông Trump phải ngồi tù. Thì ông vẫn tiếp tục ra tranh cử được bởi vì chỉ cần hội đủ những cái điều kiện cần thiết là có thể ra tranh cử tổng thống. Nhưng có một điều lưu ý là theo luật bầu cử liên bang thì những người mà đã phạm về tội hình sự, những cái tội trọng thưa quý vị, thì sẽ không được bỏ phiếu. Vậy thì ông Trump sẽ mất đi một cái lá phiếu mà ông sẽ có thể bầu cho chính ông trong cái ngày bầu cử ngày 5 tháng 11 sắp tới. Đó là một cái chi tiết rất là quan trọng và Hoàng Vy tin là quý vị rất là thắc mắc khi mà nhìn thấy cựu tổng thống phải ra tòa. Cái ngày ông ra tòa chắc chắn là ông tuyên bố những cái câu mà quý vị đã thấy trong suốt cái thời gian vừa qua, ông đã phải đi hầu tòa khắp nơi. Ông tuyên bố là đây là một cái cuộc săn lùng phù thủy và đây rõ ràng là cái trò mà bên phía Joe Biden đã đứng đằng sau con rối và giật dây những cái con rối là những công tố viên đặc biệt, là những chánh biện lý của các cấp để mà hãm hại ông, để mà ngăn ông trở thành chủ nhân của tòa Bạch Ốc. Đó là cái lời phát biểu riêng về bên phía ông Trump và cử tri Mỹ
nhìn vào và nhìn vào cả hai phía và họ sẽ có cái sự xét đoán của mình. Nhưng mà ngay từ đầu ngày khi mà ông Trump đang trên đường ra tòa, thưa quý vị, thì những cái chính trị gia và cả những nhà lập pháp, những người mà đang kỳ vọng là được ông Trump để mắt đến cho cái chiếc ghế liên danh phó tổng thống đã ngay lập tức chạy đua để đưa ra những cái lời hô hào và chỉ trích cực lực đối với bên phía cánh tả. Ví dụ như là Tim Scott, thượng nghị sĩ Tim Scott của South Carolina, quý vị biết ông này là đang mơ màng lắm. Sau khi dừng cuộc chơi, không có ra tranh cử, ứng cử viên đại diện cho bên phía đảng Cộng hòa ra tranh cử tổng thống, Tim Scott đang hết lòng quay sang để phò ông Trump. Những cái sự kiện mà đi rally, đi vận động, gặp gỡ cử tri của ông Trump thường đều có cái sự xuất hiện của Tim Scott. Ngay lập tức ông này là tuyên bố hô hào, chạy đua với những cái ứng cử viên khác để đưa ra những cái lời phát biểu mà mang tính chất là giống như là bom nguyên tử vậy đó, nói rằng là bên phía cánh tả không chỉ có một cái cỗ máy để mà can thiệp vào bầu cử, mà cái hành động mà truy tố ông Trump như thế này đó là một cái việc là họ tạo ra cái cuộc bầu cử cho chính họ, có nghĩa là họ loại ông Trump ra khỏi cuộc chơi. Một nhân vật khác ví dụ như là bà dân biểu Elise Stefanik là một cái tiếng nói số 4 ngay tại Hạ viện hiện nay bên phía đảng Cộng hòa, và cũng đang là một nhân vật mà nhiều người có cái sự đồn đãi là sẽ được ông Trump lựa chọn để mà đứng phó, là bởi vì hiện nay thực sự là ông Trump cần một người hoặc da màu hoặc là nữ để mà có thể thu hút cái lá phiếu của cử tri nữ. Thì bà Elise Stefanik từ Hạ viện cũng đưa ra những cái lời chỉ trích mang tính như là bom nguyên tử. Bà nói là gia đình Biden, để, xin lỗi, chính phủ Biden đứng đằng sau để giật dây cái việc truy tố này, và chính cái gia đình ông chánh án Juan Merchan đó, cả gia đình ông ấy đều tài trợ cho những cái chiến dịch tranh cử của ông Biden, chắc chắn là sẽ được lợi rất là lớn từ cái việc mà truy tố đem ông Trump ra để mà hài tội như thế này. 6 đến 8 tuần cái phiên xử ư, đây rõ ràng là chuyện can thiệp bầu cử. Không biết là ông Trump sẽ quan sát những cái lời tuyên bố như là bom nguyên tử của các cái nhân vật chính trị gia đang hy vọng là có thể là sẽ được ông Trump chọn đứng phó đó. Không biết là nhân vật nào mà càng hăng thì có thể là sẽ được ông Trump lựa chọn chăng? Chúng ta không có biết. Nhưng mà như chúng tôi có nói khi nãy thưa quý vị, cái sự kiện mà ông Trump bước ra tòa Manhattan thực sự là một sự kiện lịch sử. Và vì vậy, việc lựa chọn bồi thẩm đoàn cũng vô cùng quan trọng, bởi vì chỉ cần có một chút sai lệch thôi thì chắc chắn là cái cục diện, cái bản án nó sẽ đi lệch về một phía. Và cái việc mà ông Trump được phán quyết là có tội hay không có tội, nó sẽ ảnh hưởng rất lớn vào cái cuộc bầu cử vào tháng 11 sắp tới. Cho nên những cái tình tiết mà lựa chọn bồi thẩm đoàn vào ngày thứ nhất đó, gần như phải nói là rất là khó khăn, khi mà hơn nửa trong số 500 bồi thẩm đoàn tiềm năng họ đợi để bước vào phòng tòa án để mà được lựa chọn, để mà được đặt câu hỏi đó, thì quá nửa trong số họ nói rằng đó là họ không thể nào mà tỏ ra là trung dung, không bị ảnh hưởng bởi những thiên kiến, bởi đảng phái, và thế là họ đã bị dismiss, thưa quý vị, họ đã cho về, là bởi vì họ không có thể cam kết rằng mình sẽ đối xử không thiên vị đối với cựu tổng thống Trump. Thậm chí là có những người được đặt những câu hỏi là ông hay bà có những cái quan điểm rất là strong, có những cái niềm tin bất diệt vào nhân vật là cựu tổng thống Trump và sẽ là ứng cử viên tổng thống cho năm nay hay không. Có một người phụ nữ đã được truyền thông thuật lại, bà nói rằng "Sorry, I can't. Tôi không thể làm được điều đó là bởi vì tôi có một cái niềm tin rất là mạnh mẽ vào ông Trump." Và thế là bà cũng được cho về nhà. Đó là cái chi tiết của những người mà bồi thẩm đoàn 500 người, thưa quý vị. Và có 40 câu hỏi được đặt ra liên quan đến những cái background của những bồi thẩm đoàn tiềm năng nè. Rồi họ xem cái kênh thông tin truyền thông nào. Ví dụ như nếu họ nói rằng họ xem NBC News, CNN, MSNBC thì quan điểm của họ là quan điểm cấp tiến. Còn nếu như họ xem Fox News thì quan điểm của họ sẽ nghiêng về bảo thủ. Thì dựa trên những gì mà họ xem, tin tức mà họ xem đó, thì bên phía tòa án cũng như là công tố viên và luật sư biện hộ cho ông Trump có thể biết được là cái quan điểm chính trị của bồi thẩm đoàn đó như thế nào. Và cuối ngày, hôm ngày đầu tiên thì chưa có lựa xong được danh sách bồi thẩm đoàn, thưa quý vị.
Và một cái chi tiết thứ hai trong cái phiên tòa đầu tiên đó là bên phía công tố, nhưng nhiều người nghĩ rằng chắc chắn công tố viên không thể bỏ qua cái chi tiết này, đó là công tố của bên phía Alvin Bragg đã đề nghị tòa là hãy xử ông Trump số tiền là 3.000 đô la Mỹ vì cái vi phạm về lệnh gag order, là lệnh bịt miệng của ông Trump. Quý vị biết là ông tòa đã từng đưa ra một lần là không cho ông Trump được quyền chỉ trích, chửi bới nhân chứng của tòa hay là nhân viên của tòa. Nhưng mà sau đó thì ông Trump nói ok, không cho tôi chỉ trích nhân chứng, thì bây giờ tôi chỉ trích con gái của tòa được không? Là con gái của ông Juan Merchant được không? Nói rằng đây là một cái nhân vật cũng làm việc cho các cái công ty và phục vụ cho những cái chiến dịch tranh cử của bên nhóm thổ tả đó được không? Và sau đó ông tòa lại phải đưa ra cái lần thứ hai, nói rằng mở rộng thêm không được công kích, chỉ trích thành viên gia đình của tòa chánh án hoặc là của bên phía công tố. Nhưng mà sau khi cái lệnh bịt miệng này được mở rộng, ông Trump vẫn tiếp tục chửi. Và hồi cuối tuần vừa qua, ông tức quá, ông thậm chí ông đã chỉ trích hai cái nhân chứng được gọi là nhân chứng ngôi sao trong cái hồ sơ này. Đó là ông cựu luật sư Michael Cohen cũng như là cô Stormy Daniels, sẽ là những cái người mà cung cấp những cái lời khai quan trọng nhất trong cái hồ sơ này, thưa quý vị. Ông gọi họ là những kẻ đê tiện, những cái người mà chuyên đưa ra những cái lời nói dối nhằm hãm hại mình. Và nó dẫn đến ngày thứ hai, bên phía công tố đâu có bỏ qua cái cơ hội này. Họ nói rằng là tòa đề nghị tòa hãy xử ông Trump 3.000 đô la Mỹ và nên đưa ra cái mức cảnh cáo. Nếu ông cứ tiếp tục vi phạm như thế này đó, thì có thể là sẽ đối diện với án tù. Không biết ông tòa sẽ ấn định như thế nào, nhưng đó là cái bước đi của bên phía công tố đã yêu cầu tòa như vậy, thưa quý vị. Và có một số cái phán quyết mà tòa đã đưa ra trong ngày đầu tiên mà nó có lợi cho cả, nó được xem là một trong những cái bàn thắng cho cả hai phía ở giai đoạn đầu, những cái bước đi đầu. Ví dụ như là ông tòa đã đứng về bên phía công tố viên khi cho phép một nhân chứng khác cũng là một ngôi sao khiêu dâm, là cô Karen McDougal, thưa quý vị. Và cô cũng đã từng thừa nhận là mình cũng có những cái mối quan hệ tình ái, mối quan hệ yêu đương bên ngoài với ông Trump, và cô cũng sẽ được bước ra tòa để khai, để làm nhân chứng. Và bên phía công tố cũng đã thành công trong việc là tòa cho phép được cung cấp những câu chuyện được đăng trên một cái tờ báo National Enquirer về những cái bằng chứng mà ông Trump cũng đã từng trả tiền để bịt miệng cái cô đào Karen này, để mà cô không có tiết lộ về mối quan hệ tình ái với ông Trump. Như vậy thì không chỉ có Stormy Daniels mà còn có một cô đào là Karen McDougal cũng đứng ra cũng nói là mình đã từng có những cái chuyến phiêu lưu tình ái với cựu tổng thống. Và bên phía ông Trump là công ty American Media Inc. cũng đã từng đứng ra đại diện cho ông, dàn xếp và trả cho cô đào Karen này số tiền là 150.000 đô la Mỹ 5 tháng trước khi cái cuộc bầu cử tổng thống diễn ra. Những cái lời khai và cả số tiền 150.000 đô la Mỹ nó không phải là nội dung mà bên phía công tố truy tố ông Trump trong cái hồ sơ này, mà nó chỉ được dùng để làm một cái bằng chứng để cho bồi thẩm đoàn thấy là ông Trump có một cái pattern, tức là có một cái tiền lệ là chuyên đi dùng tiền tươi đó để mà trả tiền bịt miệng cho những cái cô đào, những cái người nữ mà ông có những cái mối quan hệ tình ái ở bên ngoài, để làm gì? Để mà gọi là xóa sạch dấu vết trước khi cái cuộc bầu cử tổng thống bắt đầu, cụ thể là năm 2016. Đó là cái thắng lợi dành cho bên phía công tố. Có một cái thắng lợi dành cho bên phía ông Trump mà tòa đã đưa ra ngày hôm qua. Ví dụ như cái tape mà Access Hollywood, và quý vị biết là trong cái đoạn ghi âm đó đó, ông Trump nói rằng là ông có quyền mà bắt bướm bất kỳ một nhân vật nào ông thích, bởi vì ông là những người thành công. Những người thành công như ông thì muốn làm gì thì làm đối với những người phụ nữ. Thì cái băng đó sẽ không được play tại tòa trước các cái bồi thẩm đoàn. Chánh án nói là những cái chuyện mà ghi âm, những cái câu phát biểu trong cái chốn riêng tư như thế này á, đó chỉ là những cái tin đồn mà thôi, không có nên lấy nó ra để làm bằng chứng. Thì đó là một trong những cái thắng lợi cho ông Trump. Và một cái thắng lợi nữa dành cho ông Trump trong cái ngày đầu tiên, đó là tòa cũng không đồng ý với bên công tố sử dụng những cái lời khai của bà ký giả
Jean Carroll. Quý vị nhớ là bà Jean Carroll đã thắng ông Trump trong hai cái vụ kiện khác nhau. Và cái vụ kiện thứ hai đó, bà đã ghi bàn được tới hơn 80 triệu đô la Mỹ về chuyện cho là ông Trump đã phỉ báng bà về cái những cái vụ mà cáo buộc của bà nói rằng ông Trump có tấn công tình dục của bà năm đối với bà năm xưa. Thì bây giờ ông chánh án Juan Merchan vào hôm ngày thứ hai nói là không được dùng những cái lời khai đã từng được sử dụng trong cái phiên tòa trước đây của bà Jean Carroll, bây giờ lại đem qua cái phiên tòa này để xử, để lắng nghe một lần nữa, thì cái chuyện đó là không cho phép. Đó là những cái thắng lợi dành cho bên công tố và những cái thắng lợi dành cho bên phía biện hộ cho ông Trump. Một cái chi tiết nữa cũng rất là đặc biệt trong cái phiên tòa đầu tiên, quý vị nhớ là ông Trump đã thường xuyên gọi ông Biden và đặt cho ông Biden nickname là gì? Sleepy Joe, Joe buồn ngủ. Sleepy Joe cứ buồn ngủ như thế này mà lãnh đạo nước Mỹ và làm cho nước Mỹ hủy hoại, đi đến bên bờ vực thẳm. Sleepy Joe ngồi trong tòa Bạch Ốc thì nó xảy ra rất nhiều cuộc xung đột, ngay cả câu chuyện xung đột giữa Iran và Israel hiện nay. Ông Trump vào ngày hôm thứ hai cũng đã đưa ra cái lời phát biểu và nói là nếu tôi mà ngồi vào tòa Bạch Ốc hiện nay thay cho Sleepy Joe, Joe buồn ngủ, thì chắc chắn không có cuộc xung đột này. Nếu tôi mà ngồi vào tòa Bạch Ốc thay cho Sleepy Joe thì sẽ không có cái cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đằng đẵng kéo dài trong suốt cái thời gian vừa qua. Sleepy Joe là nickname mà ông Trump đặt cho ông Joe Biden. Nhưng mà bây giờ thưa quý vị, có vẻ như sau ngày thứ hai, ông Trump cũng sẽ có một nickname y chang khi mà truyền thông bắt đầu đặt ra một cái nghi vấn là có nên gọi ông Trump cũng là Sleepy Don hay không? Là bởi vì không phải chỉ một ký giả là Haberman đại diện cho New York Times thưa quý vị đã sau đó tường thuật lại nói là ông Trump đã gần như là ngủ gục tại tòa nếu như trong cái phiên tòa đối với cô ký giả Jean Carroll đó. Hồi nãy chúng tôi có nhắc với quý vị cũng có những cái lúc ông Trump là buồn ngủ quá, bởi vì cái phiên tòa thì dài mà, trách làm sao mà người ta không có buồn ngủ được. Rồi những cái thủ tục mà diễn ra, rồi những cái câu hỏi theo trình tự diễn ra, thì ở phiên tòa Jean Carroll có vẻ như là ông Trump đã nhiều lần là muốn ngủ gục, nhưng mà ông chưa có ngủ gục và những cái biểu hiện đó nó chưa có rõ nét như là cái phiên tòa ngày hôm thứ hai với cô đào Stormy Daniel. Và bà cô ký giả của tạp chí New York Times đó, cô nói là có những lúc thậm chí là ông luật sư của ông Trump là ông Todd Lang có truyền qua đưa cho ông Trump một cái mảnh giấy nào đó mà ông Trump mãi gật gù đến mức độ là không đọc thấy cái mảnh giấy đó luôn. Và những cái biểu hiện trên cái khuôn mặt của ông và cả miệng của ông nữa thấy gần như là ông đang ngủ gục. Và một ký giả khác là MSNBC, họ cũng lặp lại tương tự. Họ nói rằng là đầu tiên vô phiên tòa là ông Trump dữ dội lắm, cái nét mặt là đằng đằng sát khí, muốn gửi một cái thông điệp, ông không nói được gì nhiều mà ông chỉ muốn gửi thông điệp đến cho cử tri và người ủng hộ ông là ông đang ở đây, ông đang chống lại một cái cuộc săn lùng và phù thủy. Khuôn mặt của ông còn tươi tỉnh, còn minh mẫn và đằng đằng sát khí lắm, nhưng mà đến trưa đó thì cái khí thế nó bắt đầu xìu xuống dần dần và có vẻ như ông Trump đã ngủ gục tại tòa. Đó là lời của ký giả MSNBC đã đưa ra và chúng tôi thuật lại với quý vị. Cái vấn đề là ông Trump buồn ngủ hay không buồn ngủ, nó lại là một câu chuyện diễn ra ở tòa. Nhưng mà những cái người quan sát từ những cái lời bình luận trên mạng xã hội, người ta nhìn thấy một cái bức tranh xa hơn, một câu hỏi rộng hơn thưa quý vị. Và là về cái sự minh mẫn và cả trí tuệ của ông Trump ở thời điểm này. Khi mà ngày càng bước đến gần cái ngày bầu cử tổng thống, thì hai ứng cử viên, nếu như mọi người thường xuyên đặt ra cái sự lẩm cẩm của ông Joe Biden và nói là ông Biden đi họp báo cũng ngủ gật, rồi ông Biden nói trước quên sau, thì trong cái thời gian gần đây, mọi người cũng nhìn thấy là những cái dấu hiệu đó ở ông Trump. Vậy thì Sleepy Joe, người dân Mỹ đã thấy, và bây giờ cử tri Mỹ cũng thấy Sleepy Don thưa quý vị. Thì đó là những cái tình tiết chính trong cái câu chuyện diễn ra phòng xử án. Có một cái chi tiết nữa là ông Trump xin phép tòa là vào tuần sau đó ông vắng mặt để mà ra tòa tối cao pháp viện xử cái vụ là ông có được miễn truy tố về hình sự hay không. Ông tòa ông Juan Merchan trả lời như thế này nè. Tôi biết là xuất hiện ở tòa tối cao pháp viện thì nó rất là quan trọng, nhưng mà xuất hiện ở Supreme Court của New York là tòa của ông Juan Merchan đang xử đây cũng quan trọng không kém. Vì vậy, vào tuần sau, tôi vẫn gặp ông không được quyền lại ra cái lý do đó để mà vắng mặt.
Lý do thứ hai ông Trump xin vắng mặt vào tuần sau là để dự cái buổi lễ tốt nghiệp của Barron, tốt nghiệp khỏi ở trường high school. Nhưng mà tòa thì chưa trả lời về cái lý do này, thưa quý vị. Nhưng mà ngay khi bước ra phiên tòa, ông Trump phàn nàn với ký giả và nói rằng ông tòa này, ông dã man, thì thậm chí là bây giờ lễ tốt nghiệp trung học của con trai Barron của tôi mà ông cũng không cho tôi được vắng mặt. Và ngay sau đó con trai của ông là Eric Trump cũng nói, thấy chưa, mọi người có thấy cái tính mà phi nhân văn, phi nhân bản của ông tòa chưa? Cha của tôi muốn tham dự lễ tốt nghiệp của con trai mà ông ấy cũng không cho vắng mặt. Nhưng mà thưa quý vị, đó là những cái lời tuyên bố chưa có chính xác, là bởi vì ông Juan Merchan, ông chánh án, chưa có trả lời câu chuyện này. Và kết lại những gì về phiên tòa, khi mà ông trở về nhà thì ông đã đăng đàn lên trên Truth Social và ông nói cái tay mà đáng trách nhất của ngày hôm nay không phải là ông tòa Juan Merchan đâu, mà theo ông Trump chính là ông công tố viên, ông Alvin Bragg, người đã dẫn đầu cái việc truy tố hình sự để mà diễn ra cái phiên tòa lịch sử của nước Mỹ ngày hôm nay. Ở New York, ở Manhattan, tội phạm đầy rẫy trên đường phố. Vậy mà tay công tố viên này, tay chánh biện lý này lại tham dự phiên tòa cả một ngày. Mọi người thấy có vô lý hay không? Thay vì hắn phải ra ngoài đường phố để mà bắt giữ tội phạm, thì hắn trực ở phiên tòa, dành hết thời gian một ngày ở phiên tòa để mà săn đùng phù thủy và hãm hại tôi. Đó là lời tuyên bố của ông Trump trên Truth Social. Và cũng để khép lại chương trình sự kiện trong ngày ngày hôm nay và những tin tiết của phiên tòa diễn ra trong thời gian sắp tới, chắc chắn chúng tôi sẽ tường thuật rất là chi tiết với quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.